Xin chào bạn, trong video clip này mình sẽ trả lời cho các bạn đối với câu hỏi là làm sao để biết một ai đó đã chặn chúng ta trên TikTok. Thì thông thường chúng ta sử dụng TikTok là sẽ follow và kết bạn với rất nhiều người, nhưng đồng thời cũng có những người ấy, họ đã chặn chúng ta, không cho các video của chúng ta có thể hiển thị đến kênh của họ. Thì nếu đó là một người bạn, một người mà chúng ta đã từng thân quen hoặc là những người xa lạ chẳng hạn, thì chúng ta có thể kiểm tra để biết được là họ đã chặn hay không nhá. Ok, nhớ theo dõi mình phải chỉ cho các bạn ngay lập tức đây. Trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 cách để các bạn có thể kiểm tra xem thử là người khác có chặn kênh TikTok của mình hay không nhá. Đầu tiên là cách thứ nhất là các bạn cứ vào mục tìm kiếm tên thanh công cụ như thế này, bạn nhấn vào. Ở đấy thì các bạn có thể gõ tên ID của một người bạn của chúng ta hoặc là những người mà chúng ta đã từng quen biết, các bạn gõ A cộng rồi tên ID của họ. Trong trường hợp mà ID của họ không xuất hiện ở phía dưới này thì các bạn có thể xem xét, rất có khả năng là họ đã chặn chúng ta rồi và tất nhiên là họ không thể hiển thị ở phía dưới này nữa. Đối với cách thứ hai thì chúng ta kiểm tra trong mục hồ sơ cá nhân. Bạn mở TikTok lên, sau đó nhấn vào mục hồ sơ ở phía dưới thế này nhá, nhấn vào cho mình. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến mục là đáng follow và follow. Nếu trước đấy chúng ta đã follow họ mà bây giờ trong mục đáng follow này đó không thấy tên của họ xuất hiện nữa thì có khả năng là họ đã chặn chúng ta. Và tiếp tục ở bên mục follow này, trước đấy chúng ta đã follow họ mà bây giờ thì không thể ID kênh TikTok của họ xuất hiện ở đây, thì cũng tương tự khả năng rất cao là họ đã chặn và ngăn chúng ta có thể kết bạn làm quen. Cách thứ ba để các bạn có thể kiểm tra xem thử là họ có chặn mình hay không, đó là bạn vào mục nhắn tin. Nếu trước đấy chúng ta đã nhắn tin cho họ rồi, đã từng trao đổi những câu chuyện, những công việc chẳng hạn, nhưng bây giờ chúng ta tìm lại một tin nhắn cũ và có thể nhắn vào một tin bất kỳ, nhưng TikTok nó phản hồi là not follow, tức là không kết nối được hoặc là người này không tồn tại chẳng hạn, thì có nghĩa là họ đã chặn chúng ta và bây giờ chúng ta không thể kết nối, không thể nhắn tin tiếp tục cho họ được nữa. Thì trên đây là 3 cách phổ biến nhất để các bạn có thể kiểm tra xem thử là một người bạn của chúng ta, một người mà chúng ta đã từng quen biết làm quen và bây giờ họ có chặn mình hay không. Đặc biệt nếu đó là một người thương, một người bồ cũ hoặc là vợ chồng chẳng hạn, hoặc là lãnh đạo, đồng nghiệp, thì các bạn có thể tìm các cách khác để kết nối lại với họ, bảo họ mới chặn và chúng ta có thể tiếp tục để nói chuyện, hoặc là thông qua kênh khác, mạng xã hội khác để chúng ta có thể kết nối. Còn về cơ bản ở trên kênh TikTok này họ đã ngăn chặn chúng ta rồi. Ok, cách kiểm tra thì khá là đơn giản luôn. Các bạn đang rơi vào tình trạng như thế này thì cứ kiểm tra như tên để có thể biết được có bị chặn hay không nhá. Còn nếu những người bạn của chúng ta cũng rơi vào tình cảnh như vậy thì các bạn cứ chia sẻ video đến họ để họ cùng biết và cùng thực hiện. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like kênh YouTube của mình và nhớ vào kênh YouTube để con có thể xem được rất nhiều các video khác về hướng dẫn sử dụng TikTok nhé. Bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn thành công và có một ngày thật là vui vẻ.